về tí nữa đưa cho nó. Các bác ạ, hiện tại thì anh ở bên Viettel thì cũng có kéo dây mạ xong rồi các bác ạ. Các con thì đang ngồi trên phi hòa hành. Thích không nó? Thích à? Nhốt con gà ở bên này. Bên dưới này thì sẽ làm bên dưới này sẽ là cái chuồng gà các bác ạ. Cái chỗ này thì nó đất nó vỡ, cháu dì bảo là bên này thì đất nó sâu hơn. Nên đây thì cũng có một cái ổ cá trên này rồi. Gia đình các cháu sẽ không mất tiền là mua dây địa để sẽ kéo thêm cái con được mồi lên tre. Đây có mù gì ở chợ? Hả? À, đây có mù gì nhỉ? Mất chỉ chừng kia. Cháu Duy xin chào các bác và tất cả các chú anh chị ạ. Cháu Duy xin chúc các bác anh chị có một ngày mới vui vẻ. Ở ngày hôm nay thì các bác ạ, ngày hôm nay thì các anh ở bên Viettel thì cũng có vào kéo dây mạ cho nhà cháu Duy rồi. Và anh đang kéo cái dây mạ sang bên độc cột các bác ạ. Thì cháu Duy sẽ hộ thợ kéo dây mạ nữa cho nó nhanh. Thế là phải cho con cái dây điện ở trên này anh ạ. Đây đi thẳng đến cột kia thôi mà. Vâng. Tường đá này không chắc đâu đấy. Để đâu không được mà. Cắm điện ở đây nhưng mà để lên đây nhá. Đấy, để đây cũng được anh.
Đẩy cát lon mà. Đẩy cát lon ra nếu mà chạy. Chị cũng đánh đi rồi. Ôi, chính được chưa? Nó trên giáo lý nữa à. Nhận đi mất cho sau. Mẹ. Các bác ạ, hiện tại thì anh ở bên Viettel thì cũng có kéo danh mạ xong rồi các bác ạ. Các con thì đang ngồi xem phi hòa hành. Thích không nó? Thích à? Đây thì các bác ạ, kéo dây mạ thì một thá đóng tiệt mạ ấy, một thá là 165.000 một thá các bác ạ. À, các con thì đang ngồi xem phi hòa hành. Có còn hôm trước thì em Quân vào thì cũng có ở cháu kia cũng có xa bê cá chốt đỡ có anh Mã này, chú Vư này có được một cái nhà ở bê cá chốt đỡ thì cháu kia cũng có là lạp phụ vữa cho anh Mã và chú Vư. Thì mấy hôm nay thì mưa to quá thì đã bị tát được ấy, thì xe vật liệu không vào được, thì cháu Dìa quay về để làm nốt cái sân bên là trước cửa nhà cháu Dìa các bác ạ. Rồi cháu Dìa cũng đa lo này, không xét đá bên giữa giữ cái phần đất ở bên trên, thì sau này mưa thì nó cho hết cái phần đất đi, thì hôm qua thì cháu Dìa cũng có quay về để chuẩn bị xét đá ở dưới này này để giữ đất ở bên trên các bác ạ. Không xét đá dưới đất thì sau này mưa nước nó cho đất xuống giữa nhà của các cháu, thì cháu Dìa cũng xét đá giữ rồi. Còn trước thì anh Long cũng có dặn cháu Dìa bảo làm ấy sẽ là cái vườn rau ở bên này, nhưng mà vợ cháu Dìa bảo là bên này thì đất nó không sao ấy, đất nó không sao, đá nhiều ấy. Thì sau này trồng rau thì nó cũng không tốt mãi, thì
cháu dị em thay độ rồi các bác ạ, mong các bác thông cảm. Bên này sẽ để là cái vườn rau bên này. Đấy. Còn cháu dị đã đứng thì ở bên dưới này có một cái tạ là đã ân, thì cháu dị sẽ là cái con được lên trên nhà cháu dị làm mà che em cái mặt đá ân. Để bên này thì sẽ là cái vườn rau này. Còn chỗ này thì cháu dị sẽ xây tầng 2-3 hà gạch lên để anh đang mua lan ca vào để hạt cái lan ca để nhốt con gà ở bên này. Bên dưới này thì sẽ làm bên dưới này sẽ là cái chuồng gà các bác ạ. Chỗ này thì nó đất nó vợ cháu dì bảo là bên này thì đất nó sao hơn, trồng rau thì để cái mùa khô ấy thì đất nó sao thì rau nó sẽ không bị chết nhiều á. Đất sao thì nó đất nó ẩn rồi các bác ạ. Còn trên này thì đấy, hôm qua thì chú Thống cũng có ra hộ cháu dì làm nữa, hôm qua anh em thì cũng có là cả ngày đấy, ngày hôm qua rồi. Đất ở bên trên này cũng cào bớt lấy cái xe rùa đẩy ở xuống giữa rồi. Trên này thì cũng có cao hơn bên dưới một chút, thì cháu dì sẽ cố gắng để làm cho đất nó có một cái mặt phạ ấy, có cái mặt phạ này để mưa thì nước nó sẽ không chạy xuống giữa, là cái rãnh nước ở bên này nó chạy để chạy từ đây đi vòng vào xuống giữa, thì sẽ không cho cái phần đất và phân ở bên giữa. Có cái chuộc trước cháu dì nhốt dê các bác ạ. Ở đây thì gà đấy đang đệ trứng trên đấy, thì khi nào gà nó nở hết thì trứng gà nó nở hết thì cháu dì sẽ tháo cái chuồng dê các bác ạ, tháo ra để cháu dì sẽ đấy, làm vườn rau bên này. Thì gia đình sẽ không đông nhà đông co ấy, thì sẽ không mất công để đi hái rau xa về nữa. Lúc đi các cọ về thì có rau đầy đủ ở gần nhà thì vợ chồng sẽ bớt đi một phần đi hái rau các bác ạ. Đây các bác ạ, ở đây thì được từ dưới lên thì nó hơi dốc ấy, thì nhà cháu dì thì bột đá vỡ xi ma thì cũng hết rồi. Thì mấy hôm nay thì bên cháu dì đi làm bên kia ấy, thì hết vật lĩa thì sẽ chưa chạy vào được, thì cháu dì quay về làm ở bên nhà cháu dì rồi. Thì mùa này thì ở trên vùng cao thì cũng sắp đến mùa thu ngô rồi, cháu dì sẽ cố gắng đi làm vữa anh Ma với chú Hư. Đấy, khi nào xong cái nhà bên kia thì cháu dì tiết kiệm được một chút tiền thì cháu dì sẽ thu ngô xong thì cháu dì sẽ mua bột đá vữa xi ma về để lát đây là con đường lên trên nhà cháu dì. Ở đây thì chị làm lễ cho gia đình đi vào trong nhà thôi. Đây thì hơi dốc thì xe máy không vào được các bác ạ. Xe máy thì đi sẽ đi cháu dì sẽ lúc có việc gì đi làm về thì sẽ đi được che đấy, việc che nhà mặt tường các bác ạ. Hôm nay thì ở trên này rất là mưa to các bác ạ, mưa to có đoạn được thì nó bị sạt lở rất là nhiều. Thì cháu sẽ quay về ở đây thì chắc là cháu sẽ chị làm cái vườn rau với cái chùa gà thì chắc là cháu sẽ làm và chắc là phải mất tầm một tùa thế này thì cháu sẽ làm xong cái chùa gà với cái vườn rau rồi. Được ở đây thì cháu dì cũng dạy đá này. Đấy, dạy đá từ giữa lên rồi. Các bác các bạn cháu dì quên cái máy bơm nước rồi ấy. Thì cũng có trước thì cháu dì bơm lên trên test thì nó không bơm được nước ấy. Nó hình như là nó bị hỏng rồi. Thì cháu dì sẽ nhờ em Quân lấy xe máy chở gian huyện để sửa cái máy bơm. Đấy, để còn tranh thủ bơm nước để xây cái nhà của 6 cháu nhỏ nữa các bác ạ. Dây nước thì ở nhà cháu dì chỉ còn một dây thôi, còn một dây chắc là không đủ thì chắc là phải mua thêm để nó vào các bác ạ. Cỏ
Sáng nay thì em Khua cũng có điện cho cháu Diê, bảo là cháu Diê chữa cái máy bơ ra huyện để sửa, nhưng mà xe máy cháu Diê thì lại bị hỏng các bác ạ. Xe máy cháu Diê bị hỏng thì chưa có tiền để sửa thì chắc là cháu Diê lại nhờ em Khua rồi. Tí qua em chở cái máy khoa đi sửa nhé. À, máy bơ ấy. Không biết thì em đi họ đi ra huyện ấy, cái chỗ mà trước cái mua máy bơ ấy. Nhà trước là anh mua dòng nhất đấy. Dòng nhất máy khoai. Thì máy ở đây máy bơ nước thì trước anh Long mua, cái đây là máy to anh các bác ạ. Cái này chắc là phải mang đi sửa rồi trước cháu Diê. Còn có bơ nước lên chê tết đấy, không bơ được bơ đường nước, cháu Diê cũng có đi mượn máy bơ của hạt xó về bơ nước lên chê tết này. Cái này thì cũng được lâu năm đấy, từ cái năm mà xây nhà ở B hai ông bà nó là cháu nhậu một cô ấy, thì anh Long cũng có mua rồi. Ê, làm nhà của hai ông bà nó là cháu nhậu một cô xong thì bắt đầu di chuyển sang bên nhà chú Lúa này, là cái tía được đi vào trong nhà chú Lúa nữa thì cũng được lâu năm rồi. Chắc là có lúc là tại bên trong ha, tại bên trong sao cháu sẽ nhờ em Quân chợ ra huyện để sửa. Thế bê các cháu tiền nước thì nó không sang máy, nhưng mà sách từ cam cái mắc cả sách từ cam thì nó không đủ để đậu vữa, thì chắc là phải sửa cái máy bơ này trước nữa. Khi nào xây nhà mà tỉ được thợ này, xây nhà bên kia thì nước gần thì các cháu còn nhỏ thì các cháu sẽ không mất công để đi lấy từ cam mồi về, còn mẹ các cháu thì còn ở nhà để lo cơn nước cho thợ nữa. Trước thì anh Long cũng có bể nước bên kia, thì anh Long cũng có tỉ đường nước rồi các bác ạ. Thì cái này thì tí chắc là cháu Diê sẽ bê hộ em Quân lên trên đường to ấy. Máy hôm nay thì đưa đi vào nhà cháu Diê thì mưa này, góc cạnh có góc cạnh to nữa, xuống dốc thì nó trơn, thì xiên máy em Quân thì cũng để trên đường to rồi. Mùa này thì cũng sắp thu ngô rồi, cháu Diê với anh Long thì sẽ cố gắng tỉ thợ để xây xong cái nhà của các cháu cả sớ cả tốt, để các cháu có đấy, thời gian để đi họ mẹ thu ngô này, hoặc là đi độ công vệ ngô các bác ạ. Các bác ạ, cái dây nước thì cái vỏ nước ấy, vỏ nước thì trước cháu Diê xây cái chùa bò của cháu Diê thì cháu Diê lấy các bác ạ. Cái dây nước thì vẫn còn một dây đây các bác ạ. Đấy, khi nào mà tỉ được thợ thì thợ xây nhà cho sáu cháu nhỏ thì cháu Diê sẽ gọi điện cho em Quân lấy xe máy vào để chở cái dây nước ra bê sáu cháu và cái máy bơ ấy. Xe máy của cháu Diê thì hỏng rồi, chắc là cháu Diê phải nhờ em Quân rồi. Các bác ở trên vùng cao thì quả gì cũng hết đấy, có quả len thì ở đằng sau nhà cháu Diê thì có rất là nhiều quả. Năm ngoái thì cháu Diê mua cả cây chỉ có 9 cha thôi, năm nay thì trụ cây nó lại đấy, nó lấy hơi đắt vì cháu Diê chưa lấy được cái cây quả len để gửi cho các bác này. Quả đây thì rất là ngon này. Trên này thì chỉ có quả len thôi, quả gì thì nó cũng hết đây. Quả len với quả ốc chó. Chưa tách nhanh rồi đấy. Cháu đi làm mà không may bị con dao cắt vào cái đầu gỗ các bác ạ. Đây là con của anh Sò. Ông mình cháu là chưa tại vậy.
Em vào nhà cháu Diê để xem khi còn các con vợ cháu Diê. Năm nay thì quả lem thì quả nó ít hơn năm ngoái các bác ạ. Năm ngoái cháu Diê mua thì cái cành ở ngay trên này thì quả nó cũng nhiều, cành tre thì quả ít đấy. Năm nay thì quả lem nó ít quả hơn năm ngoái rồi. Đấy, các bác có các bác nào muốn thử quả lem ở trong vùng cao ăn thử thì liên hệ cho anh Long để anh Long liên hệ cho cháu Diê để cháu Diê ở mua hộ cho các bác. Đấy, cây lên thì lại không phải là quả nhà cháu Diê, quả nhà cháu Diê thì nhà cháu Diê cũng được các bác có hỗ trợ nhiều ấy. Cây lên quả nhà cháu Diê thì cháu Diê sẽ hái để mang ra chợ để nhờ anh Long và anh Quân gự cho các bác thôi. Thì cháu Diê sẽ không lấy tiền của các bác đâu. Nhưng mà cây lên không phải là quả nhà cháu Diê thì mong các bác thông cảm nhé. Các con thì đang ở trong nhà để xem phi. Cháu Diê với em Quân thì chắc là vậy, tranh thủ ăn cơm trưa. Đá nhẹ không xúc được đấy. Các bác ạ, cháu Diê, vợ cháu Diê thì đang chuẩn bị nấu cơm trưa ấy, thì cháu Diê sẽ tranh thủ là nốt cái vừa rau cháu Diê, cháu Diê tranh thủ là nốt cái vừa rau các bác ạ. Và để tìm để mua cái lan ca về để cái lan ca để sau này là cái chùa gái ấy, thì cháu Diê thì có tiền mua lan ca để chuẩn bị là cái vừa rau trước nữa. Chùa gà thì cháu Diê sẽ hôm nay thì cũng vừa tạnh mưa thì cháu Diê sẽ tranh thủ là nốt lấy cái đinh 15 phân này, sẽ lấy cái cây gỗ nào ở cầu dòng được thì cháu Diê sẽ là cái chùa gà nữa. Thì sau này có tiền mua lửa để chuẩn bị được chùa gà trước rồi sẽ không mất công nhiều nữa. Không chuẩn bị trước thì vợ chồng đóng co ấy, mấy hôm nữa đi độ công bệ ngô thì lại không có thời gian về để làm chùa gà các bác cả. Cũng có nhờ con bác góp ý cho vợ chồng cháu Diê là cái vườn rau thì sẽ đỡ đi một phần đi hái rau xa các bác ạ. Đằng trước thì nó rộng ấy, rộng thì để không thì nó cũng phí. Các bác góp ý cho vợ chồng cháu Diê là cái vườn rau ở gần đằng trước cửa thì cũng rất là tốt cho vợ chồng cháu Diê này. Cháu Diê sẽ cố gắng làm để cho nó xong xưa cái vừa rau ấy, cái chùa gà để cỏ đi sang bên nhà sáu cháu nữa. Lúc cái vừa thợ thì có đi sang bên kia để xem thợ là ở nhà với các cháu nữa.
Các bác ạ, cháu Di vắt cái máy khoan lên chê được to để cho em Quân nó chở ra huyện để sửa các bác ạ. Máy bơm hả mình? Máy bơm nước đấy. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu Duy đã có mặt ở bên sáu cháu nhỏ và một cô các bác ạ. Ngày hôm nay thì cháu Quân với cháu Duy thì cũng có chở cái dây nước ấy, đi sang bên nhà sáu cháu kéo thử trước cái dây nước có tớ nền nhà của các cháu không các bác ạ. Chợ cháu chào các bác đấy. Cháu chào các ông, các bác và các chị và các cô và các chú. Cháu xin chào mọi người ạ. Xin mời các bác đi cùng cháu Trợ với cháu Dìa đi sang bể nước kéo thử cái dây nước trước các bác ạ. Đợt đã xong hết chưa Trợ? Xong hết rồi ạ. Xong hết rồi? Thế thì chờ thở thôi nhỉ. Chuẩn bị dây nước đầy đủ trước nữa. Lúc tỷ được thợ vào xây nhà thì có dây nước rồi thì các cháu sẽ không mất công để đi lấy cái từ cam một về các bác ạ. Ở trong thô sao cháu nhỏ thì cũng có một số các chú đi mà đi bể ngô rồi. Hơi xa các bác ạ, hơi xa chắc là cái dây nước ở đây chắc là không để chê nền nhà của các cháu. Đấy, kéo thử trước không đủ dài, không tới chê kia để có biết mua thêm dây điện nữa. Đây thì cũng có một cái ổ cá trên này rồi. Gia đình các cháu sẽ không mất tiền mua dây điện để sẽ kéo thêm cái con được mòn lên tre. Đây có mùi gì ở chợ? Hả? Đây có mùi gì nhỉ? Mót chứ. Mót chứ trừng xia. Dạ. Thầy. Các cháu nhỏ thì cũng chạy xa bên này. Còn là cháu Trợ với cháu Dìa nữa. Dây chắc là không tớ các bác ạ. Dây một cuộn chắc là không phải hai cuộn đấy. Chứ là mà sao chả là dấu bộ. Thế là chứ nhà cháu thế nhỉ? Chả bao đã khó nữa, không luôn đã khó lo nữa. Cái gì nữa?
Dây chắc là cột một cuộn đấy các bác ạ. Ở đây thì chỉ có một cuộn dây, chắc là không đủ đâu, chưa đủ dài. Đấy. Ở đấy trên này thôi. Dây chỉ đến đây thôi các bác ạ. Chắc là một cuộn dây nữa. Đấy, ngày hôm nay thì kéo thử cái cuộn dây trước có thiếu bao nhiêu dây để có biết mua then vào nữa. Từ đây đi vào rồi, đi lên trên này nhà của các cháu thì bên dưới kia này. À, đế trên này thì có một cuộn đấy là đủ đủ. Hả? Tôi có sứ chị là chó. Là chó cả chó tao mà chả. Là phụ phụ. Là phụ là. Phụ phụ. Ờ, chá. Chá có sứ cả tao mà. Các bác ạ, nền nhà của các cháu thì đặt đá nhỏ hết rồi. Nền nhà cũng có sắt bạc, có một cái mặt bạc này là nền nhà rồi. Lúc đào thì má với anh má với cháu kia đang phá đá ấy. Thì nền nhà của các cháu mở xong không thấy nó, cháu kia sợ nó không đủ rộng ấy. Lúc mở xong cái nền nhà thì có cái mặt bạc thì nó rất cống rất là rộng các bác ạ. Ừ, cho con đi ơi. Con đây. Đợt này là hết thành đá nhỏ rồi, sau này xây xây xong nhà thì chị đấy, chị biết lắp cái nền nhà thôi. Thì cái tiến hành nó đấy mới nhanh được. Ủa ấy thả bò ở đây à chị ạ? Hả? Em không biết. Không biết à? Ủa cô bảo hạt xó không được thả bò ở đây nhá. Lút thở vào ấy. Thở vào thả bò nhiều quá không được. Thì các bác ạ, trước cháu dê vào thì cái cành cái áo chó ở trên này thì chưa có cắt này. Đấy, ngày hôm nay cháu dê vào thì cái cành cái áo chó thì chặt đi rồi. Đấy, chà đi sau này xây được nhà cho các cháu thì sợ mưa gió thì cái cành cái áo chó nó gãy xuống giữa nhà của các cháu thì hỏng ở mái nhà ấy thì đã chặt bớt cái cành cái áo chó rồi. Gạch ở đây thì cũng có vào rồi, bột đá này, gạch này vào rồi, chị chờ mũ xi ma này và cháu dìa với anh Long ấy đi có đi thì thợ để xây nhà nữa. Mùa này thì ở trên Vùng Cao thì anh em thợ thì ai cũng đi xuống dưới công ty rồi, đi xuống dưới Bắc Ninh, Bắc Giang này đi thì công việc làm rồi. Đấy, gầy thì xét xung quanh nền nhà của các cháu này. Đấy, lúc thì thợ vào thì thợ sẽ không mất công đấy, bê gạch xa nữa thì cái tiến hành nó rất là nhanh. Dây nước chưa đủ trở. Chờ đa thế một cuộn nữa, một cuộn dây nữa. Đấy, hôm nay chú vào kéo cái dây nước trước đấy. Ừ, không đủ dài thì đấy chú về chú sẽ bảo lấy Long ấy. Long mua thêm một cuộn vào nữa để đủ đấy, để có dây nước đầy đủ thì các cháu không mất công lấy nước về nữa. Các cháu ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi. Hôm nay mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi ở bà ngoại. À, đi sang bên nhà bà ngoại á. Vâng ạ. Bể nước ở dưới kia to sau nhá, không được cho các em đi xuống dưới ngành bể nước nhá. Vâng ạ. Nhớ dạ các em nhé. Vâng ạ. Đấy, hôm nào chú tỉ được thợ xây nhà cho các cháu thì đấy, chú sẽ đưa thợ vào đây. Vâng ạ. Lúc đấy tỉ được thợ thì bảo mẹ nhá. Vâng ạ. Đấy, cháu bảo mẹ không được đi sang bằng ngoại nhiều nữa. Vâng. Ở nhà để lo cơn nước cho các chú thợ nhá. Vâng ạ. À, đi lên trên nhà chợ. Đây thì cũng có đống sọ đây nữa các bác này, hai đống này. Đấy, sau này đổ cái móng này, đấy, cái móng và cái đổ cái dần bê tre, cả đổ cả cột nữa.
Hả? Ô, chị trồng câu lộn hả? Cái dây nước, các bác ơi, dây nước thì cháu Dìa chị kéo tạm mà nó có, nó đủ dài chưa hay chưa thôi. Cháu Dìa có thu lại để thu lại để chế nhà các cháu. Đấy, nó không đủ dài thì có biết mua thêm dây vào thôi. Chở đi xuống giữa hồ chú cuốn lại cái dây đó. Cuốn lại cái dây man để chế nhà các cháu. Ủa thế rồi à? Đấy, úc câu nữa nè. Nhưng mà ở đây lúc có cái dây ở đây á, để nhà tố không thu lại có sợ người ta lấy mất không chợ? Em không biết. Cháu không biết à? Không biết. Người ta có lấy không? Không biết. Không biết à? Thế thì tốn nào thở vào làm ấy. Tối nào cũng phải thu lại dây nhá. Nhớ thu lại dây, hôm nào chú không vào thì thu lại dây nhá. Đấy, để các cháu không mất công lấy nước đấy. Đây cần cái dây họ chú. Cái dây cao su, chỗ nào hở thì có là biết em buộc vào các bác ạ. Nó sẽ không tốn nhiệt nước đấy. Đấy, bể nước ở đây rộng to sao nhá, không được cho các em xuống dưới này nhá. Đấy, nhớ lời chú dạ. Bể nước nó sâu nguy hiểm đấy. May là chủ bể nước ở đây nó có xếp cái tửa đá xung quanh các bác ạ. Không xếp cái tửa đá xung quanh thì các cháu đi làm về nóng nghịch nước thì rất là nguy hiểm. Vừa rồi thì ở trong trường cấp 2 ấy, để làm này, vừa bị hai đứa cháu nhỏ này, hai anh em ruồn ở trong cái nhà vừa rơi xuống dưới bể nước đấy. Không may là hai đứa anh em đấy là quân đờ. Nhớ nhá, ở đây dây thì lúc nào cũng phải thu nhá, tối nào chú không ở đây á. Xong thì bảo mẹ này, mẹ cuốn lại cái dây cho chú nhá. Đấy, cuốn lại này mà để trong nhà này. Đấy, sẽ có mấy chị em sẽ không mất công đi lấy nước về cho thợ nữa. Dạ không, em lặn liền. Trước cháu Diêu với Thầy Long đi làm ở trong đề lạ ấy thì có hai cuộn dây dài, nhưng mà một cuộn thì nó bị hỏng rồi các bác ạ, chỉ có một cuộn ở đây thôi. Thế mới chiều bà đi là các bác ạ. Cái này chú để bên ngoài nhé. Chú để về hả? Hay là để trong nhà. Các mẹ của các cháu thì hay đi làm ấy, không ở nhà. Thì chắc là cháu Dì để ở trong nhà này. Chú để ở đây nhá. Đây, để cái dây cao su ở đây nhá. Ai cắt tóc cho ở chợ? Mẹ à? Đây, đang cơ tự xúc này. Cơ mình chỉ tím tím. Đây cơ gạo nếp à chợ? Không phải à? Không phải à? Cơ mình tím tím đấy chợ. Hả? Nấu cháo gì cho em tím tím này? Hả chợ? Nấu với cái gì? Là cửa. Nó cái gì cho em ăn mà nhìn tím tím này.
Cho cái gì vào? Cá chỉ cá. Cá chờ. Mới cho nó chua là mà. Chua gì à? Có cái loại lá. Lẽ là mà. Cái loại lá. Nghe mất chua. Giống như người ta nấu xô ở dưới chợ huyện này. Nhưng mà cái gì là gạo tè rồi không? Vâng. Ai cho vào chờ? Bà. Bà. Đấy. Nó bảo em đang bị đau bụng sao lấy cái lá gì vào như này? Cái đấy người ta bỏng đỡ chưa? Đỡ rồi. Đỡ à? Đây, trước bỏng của cháu kìa. Có hơ này, bây giờ chưa đỡ nhiều. Cá chi cá à, hả? Có ngon không? Mà mình tự ngồi tự xúc đây. Hôm nay thì mấy chị em mẹ đi xa bên bà ngoại các bác ạ. Còn mấy chị em thì ở nhà là lanh. Vậy cháu bà thì đang chuẩn bị là lanh ở trên này. Gạo có không chợ? Có. Có à? Thế là xong cái nền nhà ngô có không? Ừ, có ít thôi. Có ít thôi à? Có ít thì có bao nhiêu? Còn một ít ở để chơi gác à? Vâng ạ. Mùa này thì ngô cũng sắt về rồi các bác ạ. Có số nhà thì đang chuẩn bị thu ngô về rồi. Có các cháu thì ở đây thì cũng tụi còn nhỏ ấy. Thì chắc là để cái mùa thu ngô thì chắc là các cháu cũng phải đi trả công rồi. Lúc thợ vào thì chắc là để một người ở nhà để lo cơm nước cho thợ thôi. Đáp vào nó bốc đi. Ờ, đây. Chợ bảo là ấy, hôm nay mấy chị em thì cũng luật được vừa đi lấy ngon nếp về luật am đấy. Ngon nếp à? À, trên này à? Vừa luật hay là từ sáng rồi? Vừa chiều. Hả? Một chả. À vừa luộc vừa xong à? Ừ. À đang nóng này. Đây ngô chả các bác ạ. Đây là ngô nếp nhá. Ngô nếp ở trên này thì rất là ngon. Ở trên này nó không nóng máy đâu các bác ạ. Không nóng máy ngon. Ngô thì rất là mà nó có vị ngọt đấy. Lúc giặc quá thì phải nữa. Chú đi về nhá. Ừ. Chú đi về hôm nào chú tì được thở thì chú sẽ vào. Vâng. Và mua thêm một của danh nước về nữa. Ừ. Cho chú xin lại cái mic chứ. Ừ. Các bác ạ, ngày hôm nay thì cháu Diêu với anh Quân thì cũng có mang cái hồn nước sang bê 6 cháu nhỏ rồi. Kéo thử nó không nó chưa đủ dài thì có biết cho mua thêm một cuộn nữa. Thì ngày hôm nay thì cũng có kéo thử rồi. Chưa đủ dài các bác ạ. Đấy, chắc là cháu Diêu phải điện cho anh Long đại Long mua một cuộn dưới huyện vào nữa. Đấy, mua dây nguồn nước đầy đủ để các cháu sẽ không mất công đi lấy từ khăn một về. Bởi vì các cháu tụi còn nhỏ ấy, bẹ nước thì nó cũng rất là sâu. Đấy, lúc các cháu lấy cái can 20 lít đi múc nước ấy, thì lúc đấy thì rất là nguy hiểm. Thì bây giờ cháu Diêu với anh Quân của tranh thủ về nhà cháu Diêu để cháu Diêu tiếp tục là cái vườn rau này và cái chuộc để nhốt gà các bác ạ. Hiện tại thời lượng video cũng tương đối dài rồi, cháu Diêu xin phép tạm dừng video tại đây. Giờ xin chào các bác và tất cả cô chú anh chị đã theo dõi nội dung video ngày hôm nay và luôn luôn yêu thương các cháu nhỏ trên vùng cao ạ. Xin chào các bác ạ.